Mỗi lần mình
mình chỉ lấy mua giáo cụ thôi. Trước khi lấy giáo cụ mình phải gì nhỉ? Trải thảm. Thảm. Rồi, bây giờ nhá, mẹ cần một cái thảm để hoạt động. Ai có thể lấy giúp mẹ? Ai? Ai có thể lấy thảm giúp mẹ? Ô, mẹ mời đã, mẹ nhờ đã con. Ai thể lấy thảm giúp mẹ? Con. Ai thể lấy thảm? Con. Rồi, bây giờ mẹ đây, mẹ nhờ bạn Bơ lấy thảm, còn chị Bắp sẽ bê giáo cụ hộ mẹ được không? Vâng. Rồi, bây giờ em Bơ trải thảm cho mẹ trước nha. Nào, Bơ trải thảm cho mẹ nhá. Rồi, em Bơ lấy thảm ra, em Bơ trải thảm cho mẹ nào. Mẹ cảm ơn em Bơ nhé. À, chị muốn đưa ra cho em đi. Này, con bê giáo cụ hơi nặng ấy, con cẩn thận nhé. Liệu con có bê được không? Đây, mẹ mời con bê giáo cụ này để mẹ hướng dẫn các con hoạt động nặng. Hơi nặng này, con cẩn thận nhé. Có cần mẹ đỡ không? Nặng đấy, cần mẹ giúp không? Không cần, mẹ cứ bỏ tay ra. Rồi, mẹ cứ bỏ đây, 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 con ra đây. Qua ra rồi đó. Rồi. Mẹ con còn đi nhanh được rồi. Rồi, mẹ mời em Bơ ngồi đây. Mẹ mời chị Bắp ngồi đây. Nào các bạn ơi, các bạn ngồi xuống nào. Để trong mấy dấu tròn để làm gì đấy? Nào, con ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Cái này mình chưa hoạt động đến nha. Cái này mình chưa hoạt động đến, mình để ra đây một chút nữa mình sẽ hoạt động đến. Nha. Bơ ơi, bơ ơi, mẹ mời con ngồi đây. Mẹ mời con ngồi đây. Con buồn bã quá. Ô, con buồn đi vệ sinh, con xin phép mẹ nào. Con xin phép con đi vệ sinh. Rồi, con ra ngoài đi. Bơ ơi, để mẹ giới thiệu đã, mẹ giới thiệu hoạt động đã nhá. Đây con ơi, con có biết đây là quả gì không? Quả dưa. Quả gì? Quả gì? Đây nha, con ngồi ra đây, mẹ cho con lấy quả, con cầm lên con xem là quả gì nhá. Đây, mẹ mời con ngồi đây. Rồi, đây là quả gì hả Bơ? Dưa. Đây là quả gì? Dưa. Quả gì? Dưa. Không phải quả cà chua đâu, đây là quả táo Bơ ạ. À. Táo. Đúng rồi, táo. 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 Đây là quả gì? Dưa. Quả cam. Quả cam. Đúng rồi, đây là quả cam. 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 Đây là quả gì hả Bơ ơi? Quả này là quả gì? Bơ cầm xem. Quả gì? Quả. Quả xoài. Ôi, quả xoài. Nào, chữ xoài con này. Xoài. Xoài. Nào, mẹ để đây nhé, Bơ nhé. Xoài. Xoài. Con chỉ cho mẹ cam đâu? Cam. Cam đâu? Cam. Đúng rồi, xoài đâu? Cam. Đúng rồi, táo đâu? Cam. Đúng rồi. Cam. Nào, con ơi, táo. Táo. Đây không phải là táo, đây là cam. Chinh. Đây mẹ mời con cầm bảng này, đây là táo này. Con nói to táo. 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 Nào con đọc to cho mẹ táo nào. Táo. 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 Đúng rồi, mẹ mời con để xuống. Mẹ. Mẹ mời chị Bắp ngồi nhá. Mẹ vừa giới thiệu với em về các loại quả. Táo, đúng rồi. Bác ơi, đây là cam. Cam. Quả cam. Quả cam. Đây là xoài. Xoài, quả xoài. Đúng rồi, đây là chữ xoài. Nào, bây giờ mẹ hỏi lại con nha. Chữ cam đâu? Chữ cam đâu? À. Con ơi, không phải rồi. Chữ cam đâu nhỉ? Cam. Táo. Táo. Cam. Bác ơi, cam. Quả cam tiếng Anh là gì nhỉ? Orange. 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 Nào mẹ mời bác ngồi. Đây là quả xoài. Con đọc cho mẹ là gì? Xoài. Xoài. Mango. Mango. Yes, thank you. Lily. Mango. Táo. Apple. 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 Đúng rồi, bây giờ đọc nhanh cho mẹ nào. Apple. Orange. Mang. Mango. Mango. Yes. Chúng mình vừa học tiếng Việt và chúng mình vừa học tiếng Anh luôn này. Con nhìn đây. Đây là màu gì đây con? Màu vàng. Màu vàng tiếng Anh là? Yeah. Yellow. Yellow. Còn quả cam, màu da cam. Ôi. Em ơi. Trời ơi. Quả cam thì màu da gì đấy? Da cam. Tiếng Anh là? Orange. 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 Orange.
Orange chair. Yes. Yellow chair. Yellow chair. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Apple. Apple. Quả táo màu gì con nhỉ? Mắt nha. Nè, nên dở cho gì mắt bác về đây.
Đúng rồi, con trật tự để cho em ngửi nha, xem em có đoán ra mùi gì không nha. Vừa đoán sai tôi. Khê ơi, con ngửi xem đây là mùi gì nào. Quả gì? Quả gì? Ơ, con đừng bỏ quả khác. Dưa. Không phải quả dưa, quả gì nhỉ? Apple. Apple. À, con ăn thử ra mua đúng không? Quả apple nha. Đây, đây con đây. Quả gì đấy? Táo. Táo. Đúng rồi. Con ăn có ngon không? Có. À, con nhai đi, xong rồi mẹ sẽ cho con thử ngửi tiếp nhá. Nhá, xem nó là mùi quả gì nữa nhá. Con nhai đi. Phải ngon lắm. Phải ngon lắm á. Nhé. À, bà bà. Tí nữa chúng mình. Nào, tiếp tục nào, bạn bơi nốt chưa? Bơi nốt chưa? Mẹ cho con ngửi tiếp nhá. Con ngửi xem đây là quả gì nào. Quả gì? Quả gì đấy? Xoài. Quả xoài. Nạc đào. Em nhé vào này. Đây đây đây. Quả xoài. Quả xoài. Đây, con ăn thử cho có phải quả xoài không nhá. Quả gì đấy? Quả xoài. Con nghe đi. Mango. 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 Xoài. Có thơm không? Nào bây giờ em gửi theo nhá, quả gì nhá. Em gửi xem. Quả gì đây? Quả dưa. Con ngồi thẳng lên nào. Đây, con đang thử xem đây là quả gì, xem con có đoán ra đây quả gì không nhá. Nào. Quả gì đấy? Quả dưa. Quả cam. Quả cam. À, ấy trời. Bây giờ đến lượt chị Bắc lại chơi tiếp nhá. Chị Bắc muốn chơi nữa không? Hả? À thì con xếp bằng vào. Bông ngồi vui lại. Trời chua lắm. Thế à, quả cam chua à? Vâng. Bị tắt nha. Vâng. Con thấy trò chơi này có thú vị không? Thú vị lắm. Bây giờ con ngửi nha. Vâng. Xoài. Con nói tiếng Anh giúp mẹ nhé. Mango. Yes, thank you, Lily. Đây con gửi lại xem quả này, à, con gửi tiếp xem quả này quả gì đây? Quả gì đây? Quả gì đấy? Quả gì đấy? Con ăn thử xem là quả này quả gì nhé. Quả xoài. Rồi, em có muốn ăn à? Đây thì mẹ cho em vừa ăn nha. Nào chị Bắp chơi tiếp mà. Bắp ơi có nữa mà. Nữa. Ừ. Vừa ăn nào. Rồi. Nào, chị Bắc mời tiếp xong quả này quả gì? Ơ, để cho chị chơi. Quả gì đấy con? Quả gì? Quả gì? Con! Ơ, để cho chị chơi con. Chị đang chơi giỏ mà con. Bao giờ chị xong thì đến lượt con nhá, bơi nhá. Nào, chị chỉ còn mỗi một loại quả nữa là xong rồi. Con phải... Con có vui lòng chờ đến lượt không? Đây là lượt chơi của chị Bắp mà con. Nào cho mẹ mượn khăn nào. Mẹ xin nào. Cho mẹ xin cái khăn nào bơ ơi. Rồi, hư lắm ấy. Vừa xong con đã hoạt động rồi. Bây giờ đến lượt chị nhá. Nào cho mẹ mượn nào. Rồi mẹ cảm ơn bơ nào. Mẹ xin nào, mẹ xin nào. Rồi, có thấy không? Em có vui vẻ không? Em cười này. Đấy. Nào, chỉ còn một quả nữa thôi nha. Chị chỉ một quả nữa là xong rồi. Nào, bác ơi, gửi xem. Con gửi xem quả gì? Nào, orange. Orange, thank you lady. Xong rồi. Xong rồi, em ơi có muốn chơi lần nữa không? Có. Nào, mẹ mời con ngồi đây. Đá. Cho một lần nữa nhé. Em chơi một lượt nữa chị nhé. Chị có vui lòng không? Vui lòng chờ đợi. Vui lòng chờ đợi đến lượt. Đúng không? Đúng rồi. Nào em ơi, đây là quả gì nào? Xoài. Xoài. Còn nhắc em. Nào em ăn thử nào. Quả xoài. Ngon không con ơi? Quả xoài nhé bà nhé. Có ngon không hả Ngọc Mai? Có ngon không? Ngon lắm, con ngửi nó thơm này.
Quả gì nhỉ? Quả gì? Quả. Đây 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 con này. Ơ con đến sao con rút ra của em thế con? Em đã chơi xong lượt đâu, con vui lòng chờ đến lượt nhá chị nhá. Em cũng vừa em cũng vui lòng chờ đến lượt, còn con bây giờ con lại không vui lòng chờ đến lượt làm sao? Ngồi thẳng ngay lên nào chị ơi. Mẹ mời chị ngồi thẳng ngay lên nhá. Rồi, nào. Em ơi, tiếp tục quả tiếp theo này em này. Quả tiếp theo này. Em gửi xem, em gửi đã. Em gửi là quả gì đấy? Quả gì đấy? Quả này là quả gì? Quả này quả gì? Em bé yêu ơi, quả này quả gì? Quả gì? Quả gì? Quả nào con cũng là quả cà chua đấy. Đây là quả cam. Đúng rồi, tiếp theo nha. Quả tiếp theo này. Quả này quả gì con gửi xem. Ôi trời ơi, tuyệt rồi. Nào, đây đây con gửi xem quả này quả gì. Quả gì? Đây con gửi xem quả này quả gì. Bịt mắt vào nào. Nước chờ cho chồng. Con muốn chơi nữa không? Không, con muốn ăn. À, thì mẹ mời các con lên bàn ngồi ăn nhá. Bây giờ chúng mình cuộn thảm vào đã. Xong chúng mình chúng con mình... bê lên bàn. Đây mẹ bê cho. Nào, Ngọc Mai ơi, mẹ mời con đứng xuống nhé. Chị Chi cuộn thảm giúp mẹ nhé. Để mẹ kéo luôn cái bàn ra để con ăn nhé. Con thấy hoạt động hôm nay có thú vị không con yêu? Thú vị nhá mẹ nhá. Để con lên con phát phát hoạt động nhá. Con phát muốn ăn nhá mẹ. Thôi, ai phát là chẳng được. Con phát mẹ ơi. Con phát mẹ ơi. Nào, mẹ mời hai con ngồi đây. Nào, chúng mình cùng ăn nào. Chúng mình cùng thưởng thức những loại quả chúng mình vừa vừa gọi tên nhé. Em bơ chọn cái quả đấy chua đấy. Mẹ mời các con. Mẹ mời bơ, mẹ mời bắp. Con là mẹ, chị mời bơ, chị mời chi. Con để vào đây ăn không? Sạch sẽ ăn. Để vào bàn ăn. Con có muốn để không? Đấy. Đó. Con có muốn ăn quả táo với mẹ không nè? Thôi mẹ ăn đi. Ừ. Con nhớ mẹ đấy. Con đang ăn quả gì hả bơ? Ăn quả gì? Ôi, quả cam. Quả cam. Còn mẹ đang ăn quả chua. Mẹ đang ăn quả táo. Chị thì ăn quả xoài. Xoài. Orange. Apple. Mango. Mango. Orange. Apple. Apple. Mango. Mango. Yeah, thank you, Daisy. Lớp tiếng Anh của con cô vệ sinh cô là ăn vừa nói không con? Nào, nghe lịch sự nào chị ơi. Được đấy. Rồi nó sức khỏe. Mày biết em à? Lily, à Daisy, tay phải con đâu? Tay phải con đâu? Em thích ăn cam nhỉ con nhỉ? Có mẹ, con bảo mẹ con này, mẹ có sâm như thế này này. Của con, của con sâm nó dễ. Con mình dò tay vào thức ăn à? Dạ, đây nữa rồi của bác rồi con ngồi xò đây thức ăn. Dạ, rồi đây là bác đời của con nhá. Được rồi đấy, con nhắc lên đi. Ăn đồ nữa. Chị ăn phát là tỉnh
kêu một lít sữa luôn. Vì táo nó giòn mà. Không phải, nhưng mà con ăn nè. Cho em một miếng. Em lấy xiên, em xiên. Em chỉ thích ăn càng nha. Chị ăn đi. Mẹ phải gặp táo rồi chị nhé. Thôi mẹ ăn thì rất nhiều đẹp đấy. Mẹ phải ra tỉnh đâu. Đây đây, mẹ đang ngá mồm ấy. Con táo nó giòn, nhưng có nghĩa là con ăn nè. Có muốn ăn thử quả chua này không? Hả? Đi ăn thử quả chua này không? Không. Nhờ ra tớ nhanh. Mẹ mời con, mẹ mời con để bát vào trong trong khay nào. Bơ ơi, mẹ mời con để bát trong khay nhá. Này, để bát trong khay. Mẹ mời con để bát vào trong khay. Đổ nhá, đây, để bát trong khay nhá. Mẹ mời con để bát xuống khay. Rồi, đúng rồi. Ăn đi. Mình ăn nốt đi, chúng mình còn hoạt động tự do nhỉ. Ăn cho anh em còn phải già thôi. Nhớ con xong rồi đấy. Ừ. Nhanh hết rồi. Con chỉ cần về thôi. Và như thế này. Để dĩa, để đáp. Cầm.
tay cầm tay cầm đấy nhanh đấy mẹ thấy nhanh chưa nhưng của em làm thế được em nó bắn
xin cái hạt màu xanh nhé. Hạt được không? Hạt đấy hạt màu đỏ chứ. Hạt màu xanh này. Là Chi ơi, con làm biểu của con, mẹ cảm ơn con. Quả này không ăn được nhé Chi nhé. Quả này bị hỏng rồi nhé. Để ngoài lâu quá rồi chúng mình không ăn quả này nữa Chi nhé. Chị để con thực hành thôi. Hạt màu xanh này này Chi, ba mèo này. Rồi, con cho vào đây cho mẹ. Ôi, mẹ xin, mẹ ăn đây. Con mời mẹ đi. Đây, mẹ lấy đây để con mời mẹ nhé. Này, con lấy đây con mời mẹ nào. Này, con bê lên, con mời mẹ. Con mời mẹ. Hai tay nào con. Con mời mẹ. Mời mẹ. Rồi, mẹ xin con, mẹ cảm ơn con. Mẹ gửi con. Mẹ ăn rồi, mẹ cảm ơn con. Sao chờ mẹ ăn, mẹ ăn giả vờ nhé. Ăn gì? Mẹ ăn rồi. Mẹ cảm ơn con. Ăn gì? Mẹ đổ vào đây nhé. Mẹ con xúc đầy 2, 3, 4 cái hộp này đi. Con xúc đầy 3 hộp này đi. Xong con nhặt hạt ra từng hộp, từng nhặt hạt đây này. Con nhặt hạt ra đây này. Nhặt hạt ra đây này. Đấy. Vào ba cái chén này cho mẹ nhé. Ba cái lọ này cho mẹ nhé. Để mẹ đọc sách nhé. Tí nữa mẹ đọc cho con nghe nhé. Để lên nhé. Con nhặt hạt ra đi. Xong rồi con cắt được ra rồi. Thảo nào con cắt được. Đó. Đúng không? Bơ cái này không ăn được nhé. Quả này không ăn được. Quả này bị cũ và bị hỏng ấy nhé. Ôi con ơi, bẩn hết tay rồi. Cái này là bẩn. Đúng rồi, cái đấy bẩn lắm. Chỉ chơi thôi, không ăn được. Bắt được mẹ cuốn sách đi nào. Cái này không ăn được nha Bơ nhé. Mẹ mời Bơ ngồi xuống. Ô, để cho chị làm. Con muốn tham gia cùng với chị à? À con. Ôi trời, mẹ yêu, ra đây mẹ. Ôi đi, để chị hoạt động thôi. Con có muốn hoạt động đấy không? À không à, đúng rồi, con không muốn hoạt động đấy. Con muốn hoạt động nào? À con muốn hoạt động này kìa. Hoạt động nào nhỉ con nhỉ? Con à, con muốn hoạt động nào? Đi đây này. Ổng
muốn cái này cơ, muốn cái này cơ. Bây giờ mẹ có nha. Mẹ có một mẹ có một món quà cho Bơ đây và một món quà cho Bắp đây. Bây giờ Bơ có muốn hoạt động này nữa không? Có. Bơ sẽ không hoạt động đi. Giảm ơi. Giảm. Bị hỏng rồi, con nhặt những hạt xấu con bỏ ra đi, con bỏ ra ngoài. Con hạt hỏng con bỏ ra ngoài nhé. Hạt bị hỏng con bỏ ra ngoài nhé. Cho mẹ ăn nhé. Chết, chết, chết ngon.
ơi, cái đấy, cái đấy, cái bẫy bẩn không ăn được con nhé, bẩn lắm, cái đấy bẩn nhé. Làm sao đấy? À mẹ, mẹ vừa ấn tay con à? Ô mẹ xin lỗi con nhé. Ô mẹ xin lỗi. Thì mẹ ăn hết câu này nhé, mẹ ăn hết câu này nhé. Là không? Mẹ ăn hết rồi, bơ ơi, mẹ gửi con này. Đây con xúc vào ba cái cốc này cho mẹ. Đây con xúc vào đây. Là mẹ tin. Hết rồi. Hết rồi. Tao máu. Hết rồi. Ôi mẹ không mời mẹ ăn. Con nói ăn giả vờ đúng mà. Nên giả vờ đi. Không ăn được, cái này không ăn được. Cái này bẩn mà, con đừng mời mẹ ăn nhá. Con mời mẹ ăn là em đòi ăn đấy nhá. Không ăn được, cái đấy bẩn lắm. Cái đấy chỉ để nghịch thôi. Nghịch thôi, nghịch thôi, cái đấy chỉ mình... À, mẹ xin lỗi, mẹ đừng từ khác. Cái đấy chỉ để dùng hoạt động. Chi 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 chi. Ô con ơi, giáo cụ này, giáo cụ nó ăn hết ra chỗ khác rồi. Nào, bây giờ mình dọn nhé. Mình dọn giáo cụ này, mình chuẩn bị đi ngủ nhé. Mình dọn đồ cũ thôi. Đó, mình dọn đồ cũ nhá. Mình nhặt à, nhặt hàng vào đi. Cốc đâu? Thôi, có đủ hát rồi xem. Để làm việc đi, đừng lấy lên giờ để cho làm việc thế nào đâu. Rồi, mẹ cảm ơn con đã nhắc nhở mẹ. Rồi mẹ. Nào, rồi. Xong chưa? Từ từ đã con cái này, hạt ở bên ngoài. Chúng mình cùng nhặt nhé, để giúp con nhé, được không bơ? Để giúp bơ nhé. Rồi. Cầm. Tay. Cầm. Gió. Hết rồi. Con nhặt vào đi. Bước con chơi như thế này hả? Bước con chơi này. Cái gì này? Cái gì này bơ ơi? Nhiều không? Này, múc đầu. Múc này, nhìn mẹ múc này. Ồ, đầy chưa? Cô nhìn mẹ múc đầy không? Tay, cầm. Ăn thọc vào cái nước, bẩn nó nhé. Sạc bẩn nhé. À, mẹ múc này bơi này, bây giờ mẹ múc này. Ngon chứ? Ngon chứ? Ngon lên chút đó. Ngon hết chưa? Ngon hết chưa? Hết rồi. Ôi, ngon hết rồi á. Ôi, ban hết rồi á. À, bồi hãng còn vỏ dưa chuột ở thằng của con gà. À, hết rồi. Ba mẹ, con sẽ quay như này, con sẽ vẩn thảm. Con ơi, hãng còn vỏ dưa chuột ở thảm kia. Con vẩn thảm xong rồi. Con nhặt đi, con nhặt vào, con nhặt vào xong con hãng cuộn. Bác ơi, con nhặt vào, con nhặt vào xong con hãng cuộn. Nào bây nhìn mẹ à. Bây nhìn mẹ nha. Tay. Tay. Cầm. Cầm. Rót. Quá. Bơ muốn rót không? Mẹ mời bơ rót nhé. Nào bơ ngồi thẳng lên nào. Nào tay. Cầm. Rót. Bơ nhẹ ra đi con. Nhẹ ra cho mẹ. Bơ không cắn được đâu. Rõ như này không cắn được. Tay cầm gió. Mai cái đấy có nước đâu con? Mà mình lấy nước cho con. Mai được không? Được.
Bây giờ muộn, khá là muộn rồi đấy Quỳnh Nhi ạ. Chúng mình kết thúc hoạt động tự do ở đây nhé, kết thúc bài học ở đây nhé. Được không? Được. Nào, tay cầm có phải bơi gì nè, bơi. Đôi tay em là để yêu thương. Mẹ lại hoạt động khác. Cô đâu mẹ không sẽ đâu hoạt động khác. Thì bây giờ mẹ bảo là muộn rồi. Thì bây giờ chúng mình kết thúc bài học ở đây nhé. Được không? Bạn nào vui lòng vỗ tay nào, khen mẹ nào. Vỗ tay tặng mẹ một tràng pháo tay nào. Rồi, Amber vui lòng rồi. Nào mẹ mời Amber cất tàu cũ lên nhé. Vâng. Chị bác ơi, chị vừa lấy cái hoạt động tốt ở đâu đấy? Mẹ mời con để xuống đi. Mẹ mời con để xuống đi. Để lấy chỗ cho em để hoạt động của em. Đấy, con để xuống đi. Hoạt động con có ở trên đấy đâu, ở dưới mà. Động con ở dưới. Rồi, bơi ra quần thảm cùng mẹ nhé. Cái này ha. Đúng rồi, mẹ mời bơi ra quần thảm. Chị bác ơi, mẹ mời bắt ra quần thảm nào. Đây là màu thảm của con đây. Em bơi đấy, em bơi vừa đi qua đấy. Nào, để con mình cùng quận nào. Không được đi qua thảm nè. Nào, cùng quận nha. Quận. Chị đang hết chỗ rồi đây là. Con để thẳng ra. Để thẳng như này. Thẳng như này là sao quận được? Con xoay người đi. Con ngồi xoay người đi là được. Hết rồi. Con này. Nào, con bên đi. Con bên cắt nào. À, con bên cắt thả đi nha. Để xem con. À, mẹ mời các con cất thảm nào. Sao con đánh chị? Xin lỗi chị đi. Nào chị cất thảm nha. Rồi. Bây giờ nha các con ơi, mẹ mời các con ra đây nào. Rồi mẹ có quà cho các con. Thế khi mà mẹ đưa quà thì các con sẽ nói sao nhỉ? Mẹ có quà này. Nào, bạn nào ra đây mẹ cho quà nào. Đèn đen. Đèn đen. Mẹ tặng bắp nhé. Rồi. Bây giờ giả sử mẹ tặng mưa nè. Mẹ tặng mưa nè. Hai tay nào, con xin. Đó, đúng rồi. Nhá. Nào, có bạn nào muốn đánh không? Không. Con tự đánh. Thôi. Đến giờ đi ngủ rồi. Nào, chúng mình đến giờ đi ngủ rồi. Ra tay đón gió gật đầu của cha. Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu.